Chồng trẻ của Lê Phương hạnh phúc không tả nổi khi vợ tặng điều bất ngờ dịp sinh nhật. Trên trang cá nhân của mình, Trung Kiên khoe món quà là một chiếc xế hộp do bà xã Lê Phương tặng nhân dịp sinh nhật. Kèm theo đó, nam ca sĩ bày tỏ, cảm ơn vợ yêu vì món quà sinh nhật sớm này nhen, anh hạnh phúc không tả nổi. Rất nhiều người trầm trồ trước món quà sinh nhật khủng mà Lê Phương dành tặng chồng, cũng như ngưỡng mộ tình cảm hai người. Họ đã tìm được một nửa của đời mình sau bao sóng gió. Được biết, bên cạnh việc phục vụ công việc, Lê Phương và Trung Kiên thừa nhận chiếc xe còn là phương tiện để vợ chồng cô đỡ vất vả và về thăm con trai cà pháo mỗi tuần. Khi một cư dân mạng hỏi có xe rồi thì về với cà pháo nhanh hơn hen Lê Phương, nữ diễn viên đến từ Trà Vinh khẳng định, dạ chuẩn, chắc về mỗi tuần luôn ạ. Sau khi chia tay Quách Ngọc Hoàng, Lê Phương tìm thấy bến đỗ mới bên Trung Kiên. Lê Phương từng chia sẻ Trung Kiên chính là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời cô. Anh là một ca sĩ trẻ từng theo học tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và thi tiếng hát truyền hình. Trung Kiên có mối quan hệ rất kháng khích với cà pháo, con trai riêng của Lê Phương. Chia sẻ về cuộc hôn nhân lần hai của mình, Lê Phương cho biết vợ chồng cô cũng như những cặp đôi khác sẽ có lúc xảy ra mâu thuẫn hay tranh cãi. Nhưng quan trọng nhất là trong lúc mâu thuẫn, tranh cãi ấy luôn biết cố gắng hạn chế những lời nói gây tổn thương nhau. Bà mẹ buộc con cho rằng bản thân là phụ nữ thì nên hạ mình một chút và có thể nói chuyện với chồng như thế nào để họ thấy được sự sẻ chia đồng cảm. Nhưng rào cản lớn nhất dường như không phải là tuổi tác mà là định kiến. Lê Phương từng đối mặt với sự phản đối của mẹ chồng vì đơn giản cô là một người phụ nữ lớn tuổi và đã có con riêng. Tuy nhiên, nữ diễn viên cho biết lúc đầu khi bố mẹ chồng biết cô và Trung Kiên yêu nhau, gia đình hai bên đã từng phản đối rất kịch liệt, nhưng cuối cùng nhờ quá trình đấu tranh và hơn hết là tình yêu mà cả hai dành cho nhau, thì bố mẹ chồng từ không thích chuyển sang đồng ý và hiện tại là yêu thương cô còn hơn cả con ruột của mình. Lê Phương thú nhận rất khó chịu với ông xã Trung Kiên vì lý do này. Quý vị thính giả thân mến, không có được cuộc hôn nhân trọn vẹn, Lê Phương dường như bị gắn mác hồng nhan bạc phận trước khi gặp được tình yêu đích thực của đời mình. Trong chương trình Làm vợ phải thế, Lê Phương tâm sự, trước đây cô không hề có ấn tượng tốt với Trung Kiên bởi vì người gì vừa đến trễ mà còn nói nhiều, điều đó khiến Lê Phương khó chịu ra mặt. Với Trung Kiên lại khác, anh lại bị hốt hồn bởi cô gái lạ, xinh đẹp trong chuyến đi. Anh đã không ngần ngại tiến tới làm quen. Lập tức, nữ diễn viên đã tung ngay phòng thủ và dặn mặt Trung Kiên khi xưng hô chị và mày để anh chàng không có cơ hội để tư tưởng. Nhưng có lẽ những sự phòng vệ của Lê Phương vô tác dụng với anh bộ đội Trung Kiên. Khi Trung Kiên xung phong đứng lên trổ tài sở trường hát của mình bằng giọng la trưởng, với bài hát Thao thức vì em của nhạc sĩ Lam Phương, đó chính là tiếng sét phá tan tảng băng lớn trong lòng Lê Phương. Thế rồi sau bao sóng gió, bỏ qua áp lực dư luận, cuối cùng Lê Phương đã tìm được cho mình một bờ vai vững chắc, đó là Trung Kiên, khi nam ca sĩ nguyện đứng ra bảo vệ cô trước mọi dư luận. Trung Kiên cũng sẵn sàng chứng minh cho mọi người thấy Lê Phương chọn mình là một sự lựa chọn đúng đắn. Dù yêu nhau, cả hai không ít lần tránh khỏi những cãi vã. Lúc này Trung Kiên cho rằng Lê Phương khá khó hiểu khi mỗi lần cãi nhau là cô lại muốn cả hai ngồi cạnh nhau, không cho ai ra ngoài. Điều này khiến Trung Kiên rất khó chịu và ức chế. Trong một cuộc phỏng vấn trước đó, Lê Phương đã có những chia sẻ thẳng thắn xoay quanh cuộc hôn nhân cũng như mối quan hệ giữa cô với nhà chồng. Theo đó, nữ diễn viên cho biết năm qua là một năm hạnh phúc đối với cô, không có từ nào có thể nói được hết, đặc biệt là đám cưới diễn ra vào tháng 8. Trải qua nhiều chuyện buồn, điều cô có được ở hiện tại đó chính là hạnh phúc với gia đình nhỏ của mình. Người đẹp cho biết cuộc sống hiện tại của cô rất viên mãn, hai người đồng vợ đồng chồng luôn hỗ trợ và chia sẻ nhau trong công việc. Con cái thì cô đã có bé trai, giờ cũng muốn có một bé gái là đủ nếp, đủ tẻ. Sau 2 năm ly hôn, Quách Ngọc Ngoan, đầu tháng 7 2016, Lê Phương chuyển trạng thái trên trang cá nhân sang đang hẹn hò. Cô cũng đổi ảnh bìa Facebook là tấm ảnh chụp cô, mang giày đôi của một người đàn ông. Thời điểm đó, Lê Phương thừa nhận đang yêu nhưng chưa muốn công khai danh tính của bạn trai. Nữ diễn viên từng tâm sự, từ hồi ly hôn đến giờ tôi cứ bị đồn đoán gán ghép hoài. Đây là lần đầu tiên tôi khẳng định chuyện tình cảm của mình. Về mối quan hệ này chỉ cần biết là tôi tự tin với nó. Mọi chuyện từ từ rồi cũng sẽ rõ ràng thôi. Lê Phương thừa nhận bị mẹ chồng ghét bỏ vì lớn tuổi và có con riêng. Chia sẻ trên sóng truyền hình, Lê Phương cho biết cô từng bị mẹ chồng ghét bỏ vì lớn hơn chồng 7 tuổi lại có con riêng. Đấy là những tâm sự và chia sẻ của nữ diễn viên Lê Phương khi cô cùng chồng Trung Kiên xuất hiện trong chương trình truyền hình hát câu chuyện tình. Đây là lần đầu tiên hai vợ chồng Lê Phương Trung Kiên tay trong tay xuất hiện trên sóng truyền hình sau khi đám cưới. Trước khi đến với Trung Kiên, nữ diễn viên từng có cuộc hôn nhân với nam diễn viên Quách Ngọc Hoan. Thế nhưng cuộc hôn nhân không mấy hạnh phúc và cả hai ly hôn khi đã có một cậu con trai riêng. Gần 2 năm sau khi chia tay chồng cũ Quách Ngọc Hoan, khán giả tưởng chừng Lê Phương sẽ hạnh phúc bền lâu bên người tình quý mình
khi cả hai liên tục xuất hiện và ủng hộ sự nghiệp của nhau. Thế nhưng đến sau cùng thì họ vẫn chỉ dừng lại ở mức độ bạn tốt, và người Lê Phương tính chuyện bước thêm một bước là tình trẻ Trung Kiên. Xuất hiện trong sóng truyền hình lần này, vợ chồng Lê Phương Trung Kiên đã có những trải lòng thẳng thắn về chuyện tình, cũng như cuộc sống chung nhà sau hơn một tháng đám cưới. Theo đó, cả hai cho biết để có thể hạnh phúc và sống chung một nhà, cả Lê Phương và Trung Kiên đều đã trải qua những chuyện khó khăn. Vì tình yêu đối với Lê Phương, chàng trai trẻ Trung Kiên đã bất chấp mọi định kiến để tiến tới và yêu thương con trai của cô. Anh bất chấp những gì mà cô từng trải qua dẫu là một lần đò để tìm hiểu cô. Khi tôi nghe được những câu chuyện đó thì tôi lại càng thương Phương hơn, và tôi nghĩ rằng tôi phải làm một điều gì đó như những người đàn ông bình thường. Tôi quyết định đấu tranh với gia đình, với tất cả mọi người xung quanh. Còn Lê Phương khi nói về chuyện tình cảm cũng như gia đình của mình, rào cản lớn nhất dường như không phải là tuổi tác mà là định kiến. Em biết, rào cản lớn nhất là đã có con riêng và qua một đời chồng rồi. Thêm cái nữa là em lại lớn hơn anh Trung Kiên tới 7 tuổi. Cái điều em cần làm là nếu người ta không thích mình thì phải khiến người ta thương mình. Hơn nữa, cái người không thích mình lại là mẹ của người mình thương. Theo chia sẻ của nữ diễn viên thì cô còn phải đối mặt với sự ghét bỏ của mẹ chồng, chỉ đơn giản vì cô là một người phụ nữ lớn tuổi và đã có con riêng. Và rồi đứng trước sự phản đối đó, cô nói với mẹ chồng, con chỉ yêu con trai của mẹ và điều đó không có gì là sai trái, và khi con có những thứ gì con cũng sẽ dành hết cho Trung Kiên. Mối tình của Lê Phương và Lê Trung Kiên khiến nhiều người không khỏi ghen tị với những khoảnh khắc ngọt ngào mà cả hai đã dành cho nhau trên mạng xã hội. Nữ diễn viên từng chia sẻ, Trung Kiên chính là người đàn ông cuối cùng của cuộc đời cô. Trung Kiên là một ca sĩ trẻ từng theo học nhạc viện thành phố Hồ Chí Minh và thi tiếng hát truyền hình. Trung Kiên có mối quan hệ rất khăng khít với Cà Pháo, con trai riêng của Lê Phương. Lê Phương nói, Cà Pháo tin rằng bố mẹ Trung Kiên là ông bà nội ruột. Quý vị thính giả thân mến, dịp lễ Tết vừa qua, Lê Phương liên tục cập nhật những hình ảnh an vui, đón năm mới cùng gia đình nội ngoại với mọi người. Trong số đó, khoảnh khắc vui xuân của bé Cà Pháo, con trai riêng của cô và chồng cũ Quách Ngọc Ngoan trong gia đình ông xã Trung Kiên được chú ý đặc biệt. Đăng tải hình ảnh bé Cà Pháo chăm chú nghịch đồ biển bên người phụ nữ trung niên trong không gian của khu cận bếp. Nữ diễn viên bật mí, Pháo phụ nội xếp ghẹ vào nồi. Chia sẻ về quyết định của mình, nữ diễn viên Dông Tố Cuộc Đời đã trải lòng trong bài phỏng vấn. Gia đình tôi và Trung Kiên hai bên rất trân trọng và luôn dành cho nhau những tình cảm quý trọng. Tôi nói thật, cho đến thời điểm này, gia đình chồng cụ thể là mẹ chồng thương tôi còn hơn là thương Trung Kiên. Mỗi khi vợ chồng có tranh cãi về vấn đề gì mà cần đến ý kiến người lớn, thì mẹ chồng lúc nào cũng là người bên vực tôi. Tôi cảm thấy mình may mắn khi có một người mẹ chồng tâm lý và tình cảm. Vậy thì có gì đâu mà phải ngại khi dắt Cà Pháo về nhà chồng, đúng không? Đối với mối quan hệ tốt đẹp của con riêng với gia đình nhà chồng mới, Lê Phương mở lòng thêm, mẹ chồng tôi cực kỳ thương bé Pháo chứ không hề có suy nghĩ con riêng hay con chung. Dù hai ông bà ở xa như vậy, nhưng lúc nào vào Sài Gòn cũng có quà cho Pháo. Bé Pháo từ nhỏ không biết ông bà nội là ai và cũng chưa từng có ông bà nội. Cho nên khi có được tình yêu thương của bố mẹ Trung Kiên, bé Pháo lúc nào cũng tin rằng đó là ông bà nội ruột của mình. Mỗi lúc gọi điện thoại về nhà chồng, Cà Pháo luôn hỏi ông bà nội khỏe không, đòi nói chuyện với ông bà nội, cho nên nhiều lúc tôi còn không hề nhớ mình có con riêng. Ở hiện tại tôi chưa cảm thấy rằng đây là một gia đình thực sự. Bố mẹ của Trung Kiên là người sống rất tình cảm và nhân hậu. Tôi nghĩ chính những người ba mẹ như thế sẽ dạy ra những người con như Trung Kiên thành một người đàn ông có suy nghĩ chín chắn và trưởng thành. Đón nhận tình yêu thương của ông xã và sự quan tâm thấu hiểu từ gia đình bạn đời, Lê Phương bày tỏ tâm tư rằng, khẳng định, tôi thấy mình cũng may mắn với cuộc hôn nhân thứ hai, ngôi sao tình như tia nắng một bạch. Ông xã dù trẻ nhưng suy nghĩ chín chắn, cái gì cũng dành cho gia đình trước tiên. Anh lại biết chia sẻ và rất tâm lý với tôi. Còn gia đình chồng thì khỏi nói, rất cưng hai mẹ con tôi. Luôn coi hai mẹ con là số một. Chuyện gì tôi cũng có thể gọi điện thoại tâm sự với mẹ chồng. Đến thời điểm này tôi thấy cả công việc và cuộc sống của tôi đều trọn vẹn. Giờ tôi chỉ cố gắng để làm sao dưỡng được nó. Khép lại cuộc sống của bà mẹ đơn thân sau ly hôn ồn ào với Quách Ngọc Ngoan, Lê Phương đã tìm được hạnh phúc mới bên ca sĩ Phạm Trung Kiên. Mối tình chênh lệch của nữ diễn viên đã lỡ một chuyến đò và có con riêng với chàng trai tân kém 7 tuổi từng khiến nhiều người ái ngại, đàm tiếu xung quanh. Thậm chí Lê Phương từng cho biết cô đã vấp phải sự phản đối từ mẹ chồng vì là một phụ nữ lớn tuổi và có con riêng. Đứng trước khúc mắc đó, cô bộc bạch với phụ huynh của ông xã, con chỉ yêu con trai của mẹ và điều đó không có gì là sai trái. Và khi con có những thứ gì, con cũng sẽ dành hết cho Trung Kiên. Bỏ qua mọi định kiến, cặp tình nhân ngôi sao quyết tâm đến bên nhau, xây dựng hạnh phúc lứa đôi. Tháng 8 năm 2017, nữ diễn viên Dông Tố Cuộc Đời đã nên duyên vợ chồng với ông xã kém 7 tuổi.
Nói về quyết định lên xe hoa lần hai, Lê Phương tâm sự, lần kết hôn trước không được như mong muốn nên lần này Phương mong mọi thứ được trọn vẹn. Phương cần một người chia sẻ quan tâm với mình, sẵn sàng làm những việc không tên mà nhiều khi đàn ông coi đó là sĩ diện, mặc định là việc của phụ nữ như nấu ăn, rửa chén, giặt giũ. Điều mà Phương cảm thấy quan trọng nhất đó là người đàn ông ra đường. Có thể hôn mưa gọi gió thì không biết, nhưng khi về nhà, họ vẫn có thể chia sẻ công việc nhà, quan tâm sức khỏe, chăm sóc mình. Như vậy Phương thấy là quá tốt rồi. Bên cạnh niềm hạnh phúc lứa đôi, nữ diễn viên sinh năm 1985 cũng chia sẻ về mối quan hệ của con riêng và ông xã. Theo đó, ngôi sao tuổi Ất Sửu đã bật mí niềm hạnh phúc khi chứng kiến con trai riêng gọi Trung Kiên là ba. Chia sẻ của vợ cũ Quách Ngọc Ngoan đã vấp phải ý kiến trái chiều cho rằng cô đang cố thay đổi nguồn gốc của con. Trước lời góp ý, Lê Phương bồi hồi đáp, Phương chưa bao giờ phủ nhận nguồn gốc, sự thật là con trẻ sẽ yêu quý những ai gần gũi yêu thương, cho bé cảm giác an toàn. Chỉ sai là những lời góp ý phiến diện và áp đặt, nhìn nhận sự việc không khách quan và thấu đáo. Xin cảm ơn.